Lần đầu mua ô tô, nhất là với những người trẻ, thì lựa chọn được ưu tiên hàng đầu là những mẫu xe cũ đã qua sử dụng, bởi chúng phù hợp tài chính. Tuy nhiên mua mới vẫn là điều hoàn toàn có thể với 10 mẫu xe vừa được trang HK gợi ý mới đây. Đáng chú ý, có rất nhiều cái tên đang được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Trước đây, những mẫu xe nhỏ gọn được giới trẻ và những người mới học lái xe ưa thích, thì vài năm trở lại đây, người mới sở hữu xe lại chuộng những chiếc xe lớn hơn, với ưu thế vừa có thể trải nghiệm việc lái xe thú vị, cùng vô số tính năng an toàn hiện đại. Tất nhiên chúng đều ở mức giá thấp, phù hợp với người trẻ. 10. Honda Civic. Honda Civic đã xây dựng được một lượng người hâm mộ lớn trong những năm qua. Mẫu xe này từng được đo ni đóng giày cho những người trung niên, nhưng nay chúng được nhiều người trẻ tuổi lựa chọn bởi thiết kế trẻ trung, hiện đại. Phiên bản số sàn si mẫu xe thể thao của Honda Civic được nhiều người trẻ tại Mỹ yêu thích vì cảm giác lái khá thú vị, cũng như tiết kiệm chi phí đáng kể so với bản tay giờ. 9. Subaru Impreza. Cũng là một cái tên khác mang thương hiệu Nhật Bản như Honda Civic, mẫu sedan hạng C này cũng có phiên bản sử dụng hộp số sàn và hệ dẫn động 4 bánh mạnh mẽ gần như duy nhất trong phân khúc. Bản nâng cấp mới nhất hiện nay của Impreza được thiết kế lại từ bản năm 2017. Mẫu xe mới có 2 phiên bản sedan và hatchback. Đây được đánh giá là dòng xe có giá bán hợp lý nhất trong tất cả các dòng xe du lịch của Subaru. 8. Kia Soul. Mặc dù thiết kế của Kia Soul hơi vuông vức và khác biệt so với các mẫu sedan khác, nhưng đây vẫn là chiếc xe tuyệt vời cho những người lần đầu mua xe yêu thích sự thực dụng, cứng cáp. Tương tự Impreza, Kia Soul cung cấp hộp số sàn cùng với vẻ ngoài bắt mắt, thời thượng và mức giá hời. 7. Forma Verick. Đối với những bạn trẻ đam mê thể thao ngoài trời hoặc yêu thích dã ngoại, khó tưởng tượng được một chiếc xe nào tốt hơn mẫu xe bán tải nhỏ Maverick đời mới. Nó hữu dụng như các mẫu xe bán tải phiên bản lớn hơn và cũng hoàn toàn phù hợp đối với những người không muốn mua xe bán tải, bởi chúng vẫn có thể sử dụng tốt khi đi trong phố. Bởi rất được yêu thích nhờ những tiện tích sẵn có, nên để sở hữu Maverick bạn phải chờ một danh sách đặt hàng khá dài. 6. Nissan Versa. Versa là mẫu sedan hạng B của Nissan. Dù không quá nổi trội về kiểu dáng và thông số kỹ thuật, nhưng trang bị an toàn đủ dùng vẫn được những người mua xe lần đầu yêu thích. Đặc biệt khi tính đến giá cả, đây là một lựa chọn tuyệt vời. Tại thị trường Mỹ, Nissan Versa 2022 được bán với mức giá từ khoảng 14.730 USD, tương đương 334,1 triệu VND với phiên bản S hộp số sàn. 5. Mazda CX-30. Trong khoảng hơn một thập kỷ qua kể từ khi Mazda chia tay Ford, đây được đánh giá là mẫu xe cỡ nhỏ xuất sắc nhất của Mazda. Chúng đặc biệt phù hợp với những người trẻ sở hữu xe lần đầu, bởi thiết kế đẹp mắt và độ mượt mà trong vận hành. Động cơ Skyactiv của Mazda CX-30 khá hiện đại, hiệu quả. Ngoài ra xe còn có khả năng chống đạn. Chỉ duy nhất một điểm hơi thiếu đó là CX-30 không có tùy chọn số sàn. 4. Volkswagen Jetta. Dù trong vài năm qua, các mẫu động cơ diesel của Volkswagen liên tục gặp lỗi với nhiều lần thu hồi, nhưng mẫu Jetta vẫn không mấy ảnh hưởng. Jetta được đánh giá rộng rãi hơn các mẫu xe đối thủ và mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu khi lái. Xe có động cơ tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt giá bán khá rẻ, phù hợp với những người trẻ muốn sở hữu xe hơi. 3. Mini Cooper SE. Một điều mà hầu hết mọi người không thích ở Mini là một chiếc xe nhỏ, nhưng chi phí sử dụng như xe hạng sang, nhưng với phiên bản chạy điện F khiến chi phí sử dụng của Mini giảm đáng kể. Mini Cooper có hệ thống khung gầm tốt nhất trong số những chiếc xe nhỏ trên thị trường hiện nay và được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng vì thiết kế bắt mắt cùng cảm giác vô cùng thú vị khi lái. 2. Mazda 3. Đây là đại diện thứ hai của Mazda có mặt trong danh sách. Mazda 3 có thể bị tụt hậu một chút về mặt đổi mới, nhưng chúng vẫn là những chiếc xe rất an toàn, độ vận hành tốt, vượt xa mức giá mà chúng mang lại. Giống như CX-30, Mazda 3 mang lại sự tương tác đặc biệt cho người lái. Ngoại hình của mẫu sedan hạng C này cũng rất trẻ trung, năng động và mức giá bán dễ tiếp cận tới đông đảo người dùng. 1. Volkswagen Golf. Đứng đầu trong danh sách là một mẫu xe nữa của Volkswagen. So với Jetta, Volkswagen Golf là phiên bản hoàn chỉnh và cải thiện tốt hơn nhiều từ ngoại hình, khung gầm, động cơ tới trang bị an toàn. Do đó, chi phí vận hành sẽ cao hơn một chút so với các đối thủ, nhưng với độ tinh chỉnh vốn có của Volkswagen Golf, đây là mức giá hoàn toàn chấp nhận được kể cả với người mới mua xe lần đầu, bởi sự mạnh mẽ, đa dụng và ngoại hình bắt mắt. Tại Mỹ, Volkswagen Golf GTI 2022 có giá bán từ 30.540 USD, khoảng 702 triệu Việt Nam đồng với phiên bản S hộp số sàn.
Đây chính là top 10 mẫu xe mà người trẻ lần đầu mua ô tô nhất định phải sở hữu. Nếu bạn thích video, hãy like, share và đăng ký kênh. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.